Những kỳ vọng của Ngoại trưởng Mỹ về quan hệ Việt-Mỹ 10 năm tới Năm 2023 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Mỹ, kỷ niệm 10 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện 25 tháng 7 năm 2013, 25 tháng 7 năm 2023. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phát video Ngoại trưởng Antony Blinken chia sẻ nhân dịp 10 năm quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Ngoại trưởng Mỹ nhìn nhận, Mười năm sau khi Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng một mối quan hệ năng động, đạt được nhiều thành tựu và ngày càng phát triển. Hello everyone. Ten years after the United States and Vietnam launched our comprehensive partnership, we built a relationship that's dynamic, consequential, and growing stronger every day. Our countries are working together on an incredibly broad range of shared interests, to the benefit of our peoples and people across the region and world. This past spring, I returned to Vietnam from my first visit as Secretary of State to expand and deepen that collaboration and to celebrate the important progress that we're making together. Together, we're promoting inclusive economic opportunity and, through the Indo Pacific Economic Framework, leading a race to the top on the issues shaping the 21st century economy, like digital connectivity, resilient supply chains, fair trade, and infrastructure. We're advancing the clean energy transition. And helping Vietnam reach net zero by 2050, while powering sustainable development and strengthening public health systems. We're growing the ties between our people, which are the foundation of our relationship, enabling more students, researchers, entrepreneurs, and tourists to collaborate and travel between our countries. We're also working together to advance our shared vision of a free and open, prosperous, secure, connected, and resilient Indo Pacific. As we look to the future, we remain focused on addressing the legacies of war. We'll continue to remove unexploded ordnance, clean up dioxin hotspots, account for the missing, among other joint efforts. For the United States, that's a matter of trust and a matter of duty. While in Hanoi, I had the opportunity to join my Vietnamese counterparts to break ground on our new U.S. Embassy, a state of the art facility worthy of our ambitious vision for our partnership. I'm so grateful to everyone, Vietnamese and American. working to make that vision a reality. And I can't wait to see where the next 10 years takes us together. đêm ngày 11 tháng 7 năm 1995, ngày 12 tháng 7 năm 1995 theo giờ Việt Nam, tổng thống William J Clinton Thông bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, sáng ngày 12 tháng 7 năm 1995 tại Hà Nội, 11 tháng 7 theo giờ Mỹ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đọc tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ. Trong những năm sau đó, hai nước đã trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao. Tháng 7 năm 2013, trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, theo lời mời của Tổng thống Barack Obama, hai bên đã xác lập quan hệ đối tác toàn diện, định hình khuôn khổ quan hệ song phương cho giai đoạn mới, cũng như hướng phát triển của quan hệ trong những năm tới, cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại, hai nước được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất đã và đang trở thành trọng tâm, nền tảng, động lực phát triển cho quan hệ chung. Mỹ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Trong điện đàm cấp cao ngày 29 tháng 3, giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Mỹ Joe Biden, hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cao sự phát triển tích cực toàn diện của quan hệ hai nước thời gian qua và nhất trí thúc đẩy phát triển làm sâu sắc hơn quan hệ song phương vì lợi ích của hai nước vì hòa bình hợp tác và phát triển